Chào chị Hà Linh, sáng sớm nay đi ngoài đường thì tôi thấy trời se lạnh, không biết là tiết trời này có duy trì cả ngày không chị? Dạ vâng, chào buổi sáng anh Nhật Minh và quý vị khán giả. Thời tiết se lạnh như thế này chỉ duy trì trong 1 đến 2 tiếng tới nữa thôi ạ. Tại thành phố Cần Thơ, nhiệt độ ngoài trời đang khoảng 23-24 độ và mây bắt đầu mỏng dần và có nắng lên. Dự báo sau khoảng 8 giờ thì nắng lên mạnh, nhiệt độ vì thế cũng sẽ tăng rất nhanh. Đến 10 giờ sẽ tăng khoảng 6 độ và lên tới 30 độ. Càng đến trưa và chiều thì trời sẽ càng nóng hơn. Nhiệt độ ở Cần Thơ cao nhất có thể lên tới 33 độ. Nắng mạnh, nhiệt cao và chỉ số tia tử ngoại hay còn gọi là tia UV cũng ở mức cao, có thể lên tới mức 8, là mức có thể gây hại cho da và mắt nếu như mà chúng ta ở ngoài trời quá 30 phút. Đáng chú ý là tia UV gây hại cho trẻ em nhiều hơn người lớn. Nên khi đưa trẻ ra ngoài lúc trời nắng mạnh thì quý vị đừng quên là thoa kem chống nắng có chỉ số SPF 30 để bảo vệ da cho trẻ. Đồng thời sử dụng cả kính chống tia UV bởi mắt chính là điểm hấp thụ tia UV nhiều hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì có đến 80% lượng tia UV được hấp thụ vào mắt cho đến khi trẻ trưởng thành. Không riêng Cần Thơ mà hầu khắp Nam Bộ ngày hôm nay cũng sẽ có nắng mạnh. Tại thành phố Biên Hòa và thành phố Thủ Dầu Một, mức nhiệt có thể lên tới 34 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác dao động từ 30 cho tới 33 độ. Thành phố biển Phú Quốc dù nắng cả chục tiếng trong ngày nhưng không khí vẫn khá dễ chịu, nhiệt độ không quá 31 độ. Chiều tối sẽ có mưa rào nhẹ thoáng qua, ít ảnh hưởng đến việc di chuyển hay những hoạt động ngoài trời. Trên biển, vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, dự báo ngày hôm nay cũng sẽ có nắng cả ngày. Tầm nhìn xa vì thế trên 10 km, gió khoảng cấp 4, cấp 5. Còn vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, ít mưa nhưng mà gió đông bắc thì vẫn thổi mạnh, cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.